Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 63 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Nguyễn Trung Trang 131 Mời xem Kinh Văn Khước hậu quá nhất bách thất thập kiếp Đường đắc thành Phật Hiệu viết vô tướng như lai Kiếp danh an lạc Thế giới danh tịnh trụ Kỳ Phật thọ mạng bất khả kế tiếp đây là thế tôn nói cho chúng ta biết chủ mạng quỷ dương đã ở trong khoảng thời gian rất dài dùng thân phận đại quỷ dương để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này những gì phía trước nói là nói ngài tu nhân tu nhân thiện thì nhất định sẽ cảm được quả báo thiện phật nói cho chúng ta biết quá một trăm bảy mươi kiếp về sau ngài sẽ thị hiện thành phật Danh hiệu của Phật là Vô Tướng Như Lai Thời đại đó Thời đại này cũng có danh hiệu Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta xuất hiện vào thời đại này Tên của kiếp này gọi là Hiền Kiếp Còn thời đại đó của Ngài gọi là An Lạc Nhìn từ trên tên gọi Thấy được thời đại mà đức phật ra đời đó vô cùng tốt đẹp và danh sương của thế giới thế giới này của chúng ta hiện nay gọi là sa bà sa bà là tiếng phạn có nghĩa là kham nhẫn người trong thế gian này rất khổ họ có thể nhẫn chịu được là thế giới kham nhẫn tương lai thế giới của ngài vô tướng như lai gọi là tịnh trụ chúng ta nhìn thấy hai chữ tịnh trụ rất giống như thế giới cực lạc của A-di-đà Phật vậy. Và thọ mạng cũng là thuộc hàng vô lượng thọ. Đoạn khai thị này của Thế Tôn đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều rồi phía trước đã báo cáo qua với các chị rồi rất nhiều quỷ dương ở trong ác đạo đều là do chư phật như lai ứng hóa ở trong đó và cũng có rất nhiều pháp thân đại sĩ tu hành ở trong đây đúng như Lời mà trong phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa nói Cần dùng thân gì được độ Thì Ngài liền hiện thân ấy Thế nhưng hiện thân thuyết Pháp Nhất định Phải có duyên chín mùi Với những chúng sanh này Phật thường nói Phật không độ người không có duyên cho nên chúng ta ở trong thế gian này không chỉ là đời này thôi mà nhiều kiếp trong quá khứ đến nay chúng ta không thể không kết duyên với tất cả chúng sanh duyên thì có thiện duyên và có ác duyên có duyên nhiễm và có duyên tịnh nếu như ở trong phật pháp thì còn có pháp duyên thấy đều là duyên có duyên như vậy mới có thể được độ không có duyên thì không thể được độ rồi cho dù kết ác duyên với chúng sanh cũng được giống như chủ mạng quỷ dương các ngày hiện thân ở trong ba đường ác độ chúng sanh trong đường ác đó là do duyên ác của những chúng sanh này đã chín mùi rồi họ đọa vào đường ác bồ tát cũng không từ bỏ cũng vào trong ác đạo mà thị hiện thân cùng loại để mà khuyên họ quay đầu khuyên họ đoạn ác tu thiện lý và sự này chúng ta cần phải biết rõ cần phải sáng tỏ biết đây là chuyện gì cũng phải biết rõ chúng ta hiện nay cần phải làm như thế nào tuy ở trên nguyên tắc nói chỉ là vấn đề của một chữ duyên duyên của chúng ta với tất cả chúng sanh thù thắng nhất là kết pháp duyên ở trong pháp duyên không mang theo phiền não cho nên nó sẽ giảm bớt chướng ngại đối với chính mình và đối với người khác ở trong duyên cho dù là thiện duyên cái gì phải biết thiện sẽ biến thành ác trong ngạn ngữ gọi là vui hóa hóa buồn yêu thương đến cực điểm sẽ sanh sân hận cái gì phải biết ác không thể biến thành thiện hận thù rất khó biến thành yêu thương nhưng yêu thương biến thành hận thù thì rất dễ dàng cho nên thế giới này là thế giới cực khổ học phật là học làm một người sáng suốt người sáng suốt thì chúng ta nên kết duyên tịnh với tất cả chúng sanh là duyên thanh tịnh cũng chính là nói hai bên thiện ác đều xả bỏ hết xả bỏ đây không phải là xả bỏ ở trên sự mà là xả bỏ trong tâm trên sự khi gặp phải thiện ác tóm lại không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc phải giao tiếp Đây là kết tất cả duyên thiện ác Nhưng tâm địa thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi Thì thiện duyên cũng là tịnh duyên Ác duyên cũng là tịnh duyên Phải hiểu được đạo lý này Đi như ở trong tất cả cảnh giới Bất luận là hoàn cảnh vật chất Hay là hoàn cảnh nhân sự Nếu như chúng ta sanh tâm Khởi tâm động niệm có yêu ghét có lấy bỏ thì duyên này là duyên nhiễm rồi quả báo của duyên nhiễm rất khổ nếu như trong khi tiếp xúc với tất cả hoàn cảnh nhân sự mình chân thật làm được không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước thì cảnh giới thiện hay ác đều là tịnh duyên trong tịnh tông chúng ta gọi đó đều là tịnh nghiệp quả báo của tịnh nghiệp niệm phật là chắc chắn cầu sanh tịnh độ nếu không biết niệm phật cầu sanh tịnh độ thì quả báo của tịnh nghiệp đa phần là ở cõi trời sắp giới Bởi vì cõi trời dục giới cũng vẫn còn dính nhiễm. Cõi trời sắc giới thì dính nhiễm đã nhẹ rồi. Đây là không thể giảng sanh, cũng đều sanh về cõi trời. Cho nên đạo lý này phải biết, thiện chắc chắn có quả thiện. Không những chủ mạng quỷ dương tương lai sẽ thành Phật chúng ta biết tất cả mọi chúng sanh tương lai đều sẽ thành phật đây là phật ở trên kinh nói với chúng ta rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có phật tánh đã là có phật tánh thì đương nhiên sẽ làm phật chỉ khác nhau là thành phật sớm hay muộn mà thôi cho nên trong mắt của chư phật như lai nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật chúng ta ngày nay học phật nếu muốn công phu đắc lực thì trước tiên phải chuyển quan niệm trở lại điểm này vô cùng quan trọng nhất định phải xem tất cả chúng sanh là cha mẹ trong quá khứ là chư phật của tương lai bạn có thể giác ngộ được như vậy có cách nghĩ như vậy có cách nhìn như vậy là bạn đã gần giống như phật rồi vì sao vậy đây là cách nhìn của phật cách nghĩ của phật cách nghĩ và cách nhìn này nhất định là sự thật không phải nói tôi cần phải quán như vậy không phải nó là sự thật chúng sanh mê hoặc không hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta muốn thành phật sẽ thành phật nhanh chóng con đường thẳng tắt để thành phật không có gì bằng chuyển quan niệm trở lại vì vậy có thể tận hiếu hết lòng cung kính với tất cả chúng sanh vì sao vậy họ là chư phật mà đây là tu hành chúng ta nói tu hành vững vàng nhanh chóng thì đây thực sự là con đường thẳng tắt mình ở trong đời này cần phải suy nghĩ cần phải tự hỏi chính mình ta đời này đến thế gian này để làm gì tại vì sao ta phải đến đây đời này được thân người được thân người có ý nghĩa gì có giá trị gì chứ con người có thể thường xuyên soi lại được như vậy là giác ngộ rồi không đến nỗi mê ở trong vọng tưởng chấp trước không đến nỗi si mê lầm lạc ở trong ngũ dục lục trần người chưa có học phật rất ít người có loại ý thức này người học phật được mấy người tỉnh ngộ lại được sau khi thật sự tỉnh ngộ lại rồi hãy tìm đáp án ở trong đây có đáp án rồi thì tâm trạng trong đời này của bạn sẽ được an định vì sao vậy bạn làm người bất luận là thời gian dài hay ngắn thời gian dài hay ngắn chính là tuổi thọ dài hay ngắn bạn có mục tiêu có phương hướng bạn sống đời này rất có ý nghĩa rất có giá trị đây là trước tiên xác định vị trí của chính mình điều này rất quan trọng Chúng ta được thân người Nghe Phật Pháp Xác định vị trí của chính mình ở nơi đâu Xác định vị trí ở Hoàng Pháp Lợi Sanh Thì nhất định phải làm tốt công việc này Hết lòng hết dạ Làm cho thật viên mãn Thì đời này bạn sống có ý nghĩa Có giá trị xác định mình ở trong niệm phật đường dẫn chúng tu hành thì buông xả tất cả vạn duyên viết một lòng chấp trì danh hiệu dẫn dắt đại chúng trợ giúp đại chúng thật thà niệm phật việc này cũng vô cùng có ý nghĩa vô cùng có giá trị đây là nói người xuất gia chúng tôi nêu ra vài thí dụ đơn giản như vậy nếu như là dẫn chúng thì cố gắng phát tâm dẫn chúng là chăm sóc đại chúng phục vụ cho đại chúng Đạo lý này phải biết Trụ trì quản lý tự diện Những gì chấp sự này Thời xưa nói chấp sự là Bồ Tát Chứ không phải là người phàm Người phàm ở trong đạo tràng Là đại chúng thanh tịnh Là người phàm Những gì Phật Bồ Tát này đến phục vụ Vì đại chúng mà phục vụ không được phép cậy quyền cậy thế có địa vị rồi là mưa làm gió thế thì hỏng rồi là trái ngược lại với pháp pháp gì vậy là trái ngược lại với tánh đức đi ngược lại tánh đức nếu như tương ưng với tánh đức Dùng cách nói hiện nay để nói Là phục vụ mọi người Đây chính là tích lũy công đức Chúng ta phải giác ngộ lại từ chỗ này Càng ở Địa vị cao Giống như ở trong tự viện Bạn là chủ tịch của Tổng Lâm Bạn là trụ trì của Đạo Tràng Thì bạn phục vụ cho cả Đạo Tràng Nếu như bạn dùng loại tâm thái này Là bạn đang tu hành Thực sự tu hành Phục vụ là tu hành coi cản trở cho việc dụng công của mình hay không không cản trở đại sư trí giả lúc ông giảng sanh các học trò đến hỏi ngài thầy giảng sanh là phẩm vị gì ngài trả lời nếu như ta không dẫn chúng không làm những việc tạp vụ này mà nhất tâm niệm phật thì phẩm vị của ta sẽ rất cao bởi do dẫn chúng nên thường hay phân tâm tinh thần không được tập trung cho nên chỉ được giảng sanh ngũ phẩm lời nói này có phải là thật hay không cũng có thể nói là thật và cũng có thể nói là không phải thật Chúng ta phải hiểu được Ý nghĩa lời Tổ sư nói Lời nói này của Ngài có ý nghĩa rất sâu Nếu như là phàm phu Làm chức trụ trì đương gia Quản lý sự việc hành chánh đạo tràng Thì thật sự có tổn hại cho phẩm vị giảng sanh của mình Thế nhưng tiêu chuẩn thấp nhất của họ là chắc chắn có thể giảng sanh Phẩm vị thấp một chút cũng không sao cả Xả mình vì người Đây là nói đối với Phạm Phu Tăng Nếu như đối với Thánh Hiền Tăng mà nói Thế thì khác rồi làm việc phục vụ chính là tu hành. Chúng ta xem thấy trong kinh Hoa Nghiêm. Phục vụ đại chúng. Từ sáng cho đến tối vô cùng bận rộn. Đây là bận rộn trên sự nhưng tâm địa thanh tịnh, tam luân thể không, không nhiễm mấy bụi. Nên tam học giới định huệ của họ đều hoàn thành họ làm sao không phải là tu hành được chứ chúng ta thấy đại sư huệ năng bên thiền tông ở hoàng mai công việc mỗi ngày của ngài là phục vụ đại chúng chẻ củi giả gạo dưới nhà bếp Ngài có bỏ lỡ công phu của mình hay không? Không có Không những không có Mà còn làm thành thục công phu của mình Người khác tu thiền định Phải đến thiền đường để tỉnh tọa Ngài tu thiền định Giả gạo là tu thiền định Trẻ củi là tu thiền định Mỗi ngày tiếp xúc với những đại chúng trong thường trụ Là tu thiền định không có lúc nào không ở trong định Đại sư Huệ Năng Có thể làm được Thì lẽ nào đại sư trí giả không làm được chứ Cho nên chúng ta đem những sự việc này Sâu chuỗi lại mà suy nghĩ Mới biết được trong lời đó Của đại sư trí giả là có ẩn ý Vấn đề là bạn có biết học hay không Nhưng Rốt cuộc người giác ngộ thì ít mà người bất giác thì nhiều cho nên đại sư trí giả nói lời này là có dụng ý rất sâu dụng ý trong lời này của ngài là nhằm cảnh cáo những người đang làm công tác phục vụ cảnh báo cho họ biết Nếu như hành vi tạo tác của bản thân bạn không đúng như pháp, không tương ưng với pháp thì sẽ có tổn hại đối với chính mình. Nếu như tương ưng với pháp thì bất luận làm công việc gì cũng đều thành tựu cho việc tu trì của mình. ở trong cửa phật có pháp nào là không phải phật pháp đâu tương ưng rồi thì pháp nào cũng là sự thật cả đại đức tông môn thường nói mặt nào cũng là sự thật cái nào cũng là đạo đó là thành tựu đích thực từ đó cho thấy suy cho cùng là hai chữ giác mê mà thôi làm sao chúng ta có thể ở trong đời sống trong công việc luôn luôn duy trì giác mà không mê phải duy trì giác mê như thế nào một niệm riêng tư là mê đây là mấu chốt là điểm trọng yếu Một niệm yêu ghét là mê Vừa khởi tâm động niệm liền mê ngay Tuy nhiên bạn có thể khởi tâm động niệm Để phục vụ tất cả chúng sanh Thì đây chính là giác Vì không có cái ta Hết lòng hết sức phục vụ đời chúng xã hội là giác Từ đó cho thấy Chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Ở trong chính Pháp giới Hiện thân thuyết Pháp Vì Đại Chúng Phục Vụ Thân phận các ngài hiện thân Chúng ta xem thấy ở trong 53 lần tham vấn Nếu dùng cách nói hiện nay để nói là các ngành các nghề Ngành nghề nào các ngài cũng thị hiện Công việc nào các ngài cũng đều làm Không những không có phương hại đến đạo nghiệp của mình Mà mỗi ngày còn nâng cao thêm Giống như chúng ta xem thấy ở trong kinh Từ thập trụ nâng lên đến thập hạnh Từ thập hạnh nâng lên đến thập hồi hướng Từ hồi hướng nâng lên đến thập địa nói tóm lại một câu là phục vụ xã hội phục vụ nhân dân phục vụ tất cả chúng sanh nhằm nâng cao địa vị bồ tát của mình đó gọi là tu hành tu hành là gì tu để bỏ hết tâm riêng tư bỏ hết lợi ích riêng tư cho dù đứng ở địa vị rất cao là để phục vụ đại chúng chứ không phải ở cái vị trí quyền thế đó để làm mưa làm gió không phải vậy là phục vụ đại chúng chỉ là chuyển đổi ý nghĩ trở lại sau khi chuyển trở lại thì đó đều là hạnh bồ tát bất luận ở chức vị gì, gì bất luận làm công việc gì chỉ cần là phục vụ xã hội phục vụ nhân dân phục vụ chúng sanh đều là sự nghiệp bồ tát một niệm gì mình liền tạo nghiệp ngay chúng ta xem thấy ở trong kinh chỉ nhìn thấy trong sự thật thì càng nhiều hơn nữa cho nên kinh văn này đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều nhất định phải biết gieo nhân thiện mới được quả thiện thiện và ác một niệm gì chúng sanh là thiện một niệm gì chính mình nhất định là ác rồi đây là điểm chúng ta cần phải hiểu rõ cần phải nắm chắc làm sao để xả bỏ hết cái tôi riêng tư đây là chỗ nhập môn tu hành của chúng ta bằng công phu mới có thể đắc lực được Xem tiếp kinh văn dưới đây Trang 132 Địa tạng Thị đại quỷ vương Kỳ sự như thị Bất khả tư nghị Sở độ thiên nhân Diệt bất khả hạn lượng Đây là Thế Tôn Gọi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Nói với Ngài Thị Đại Quỷ Vương chính là chỉ chủ mạng quỷ vương nói theo nghĩa rộng là chỉ tất cả những vị quỷ dương ở trong cõi địa ngục ngạ quỷ đều là do phật bồ tát thị hiện ở trong chú giải ngài nói việc này chẳng thể nghĩ bạn Dựa theo bổ nguyện mà khen ngợi tích xưa Bản lai diện mục của các ngài Là Phật Bồ Tát Là Pháp Thân Đại Sĩ Các ngài hiện tướng là tướng Quỷ Dương Chúng ta cần phải biết Phía sau chú giải của ngài Có mấy câu nói Chúng ta hãy đọc qua một lần Phần sau chú giải là Hai hàng sau cùng của đoạn chú giải này Hữu phục ưng tri Nhất thiết giai thị Phù trần chư huyển hóa tướng Đương xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Hai câu nói này Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Huyển vọng xưng tướng Kỳ tánh Chân vi diệu giác minh thể Nhược liễu thử ý Tắc ư chư thánh Quyền thực hóa môn Tư quá bán hỷ đây là dùng mấy câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm Để làm tổng kết Tổng kết rất hay Quá thật là như vậy Cho nên số lượng chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Nó thật ra Còn nhiều hơn phàm phu ở thế gian này phàm phu đã nhiều nhưng phật bồ tát còn nhiều hơn hóa hiện xung quanh chúng ta tiếp xúc với chúng ta mỗi ngày nhưng thật đáng tiếc chúng ta không nhận ra như vậy thì có người sẽ hỏi tại sao phật bồ tát không nói rõ nói rõ với bạn cũng không tin các ngài nói với bạn tôi là bồ tát gì đó tái lai Tôi là Phật gì đó tái lai Thì bạn có tin hay không Sẽ tạo nghiệp còn nặng hơn Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh Có một quy tắc Là tuyệt đối không để lộ thân phận Khi lộ thân phận Thì nhất định phải đi không được nói lộ thân phận rồi Mà bạn vẫn trụ ở thế gian này Như thì phiền phức rất lớn Họ sẽ nói lời săn mẩy mê hoặc quần chúng người ta nói để là phật gì đó đến bồ tát gì đó tái lai thì mọi người sẽ đến cúng dường vậy thì yêu ma quỷ quái liền có thể mượn cách thức này để lừa gạt chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp mê hoặc chúng sanh cho nên chân nhân không để lộ hình tướng người để lộ hình tướng nhất định không phải là chân nhân nếu như họ nói họ là phật bồ tát gì đó tái lai nói xong lập tức liền đi ngay thì đó là thật chứ không phải là giả nói xong vẫn không đi vậy thì giả chứ không phải là thật rồi cho nên gặp phải người như vậy bạn có thể hỏi họ người xưa nói xong liền đi sao ngày không đi phẩm này chúng ta chỉ giảng đến đây Xem tiếp phẩm này chứ đây Phẩm thứ 9 Xưng danh hiệu chư Phật Pháp sư Thánh Nhất Gọi phẩm kinh này Là Phật Bảo Ba phẩm sau cùng này Ông tổng kết quy về Tam Bảo Phật Pháp Tăng Tam Bảo Nó rất hay Ông năm xưa giảng tại Cửu Hoa Sơn Ngài đem giảng nghĩa của Ngài tặng cho tôi xem Tôi xem cách nói của Ngài Trong ba đoạn này Tôi rất khâm phục Ngài Tổng kết quy về Tam Bảo Mới có lợi ích chân thật Mời xem Kinh Văn nhĩ thời địa tạng bồ tát Maha Tát bạch phật ngôn thế tôn ngã kim vị vị lai chúng sanh diễn lợi ích sự ư ừ, sanh tử trung đắc đại lợi ích duy nguyện thế tôn thính ngã thuyết chi trên kinh văn nói Bồ-Tát Muốn nói sự lợi ích cho chúng ta biết Lợi ích gì vậy? Ư ừ, sanh tử trung đắc đại lợi ích Đây chính là nói lợi ích của việc liễu sanh thoát tử Lợi ích này thật sự là lợi ích lớn Đích thực là lợi ích chân thật Làm sao có thể khiến cho phàm phu Nhất là chúng sanh thời mạt Pháp Ngài chỗ này nói chúng sanh thời dị lai Chính là chỉ thời mạt Pháp Chúng sanh thời mạt Pháp Là khổ hơn bất kỳ thời đại nào Chúng ta quan sát từ trên lịch sử Quan sát từ trong đời sống hiện thực Theo trí nhớ của bản thân tôi Và người tuổi tác cao một chút Những người khoảng 7-80 tuổi Nhớ lại đời sống của nửa thế kỷ về trước Tuy là thế gian đã bị loạn rồi Thế nhưng tâm cảnh Vẫn còn hòa bình như cũ Mặc dù ở trong thời gian chiến tranh loạn lạc Phải dắt nhau chạy lưu lạc khắp nơi nhưng tâm trạng họ vẫn yên ổn thế nhưng thời nay mặc dù đời sống vật chất rất dồi dào đời sống công việc của bạn rất ổn định nhưng tâm trạng của bạn không ổn định thực sự có thể nói là tâm ý hoảng loạn đây là do nguyên nhân gì nếu như không thể tìm ra nguyên nhân này thì bạn làm sao có thể giải quyết vấn đề mà những nguyên nhân này ở trong phật pháp thực sự giải thích rất rõ ràng so sánh nửa thế kỷ trước đây cùng với nửa thế kỷ sau này sẽ thấy được rất rõ ràng tâm của con người thời đó rất nhân hậu so với về trước nữa thì đương nhiên không bằng rồi thật sự là lòng người và đạo đức ở mỗi đời một tệ hơn thời chúng tôi còn nhỏ thường hay nghe người lớn nói là mỗi đời một tệ dần đi nghe câu này rất là quen thuộc mà không có cảm nhận được hiện nay nghĩ đến những câu nói này thấy cảm nhận sâu sắc lòng người của thời đại đó Tham sân si ít hơn rất nhiều So với người hiện đại Phần lớn Ăn mặc đủ Là tâm họ đã an rồi Tâm người hiện nay Là lo sợ Chúng ta biết là do nguyên nhân gì tạo nên lòng tham không biết đủ tham sân si mạng không có cùng tận tăng trưởng với tốc độ rất nhanh người như vậy đem họ lên thiên đường lên thế giới cực lạc thì thân tâm họ vẫn không yên ổn đạo lý là ở chỗ này Trước đây vào năm 1949 khi chúng tôi vừa đến Đài Loan, con người hoàn cảnh mọi thứ đều xa lạ. Chúng tôi muốn đến nơi nào đó để tìm người quen, không biết đường, gặp bất kỳ người nào trên đường hỏi thăm họ đường đến đó đi như thế nào, họ đều rất nhiệt tình, không những chỉ cho bạn một cách tỉ mỉ, có khi họ còn dắt chúng ta đến tận nơi. Hiện nay không còn nữa rồi Khi bạn hỏi họ, họ đều trả lời không biết Cũng không thèm quan tâm đến bạn Hiện tại là khi nào có lợi cho họ, họ mới làm Nếu không có lợi thì bỏ mặt Vào thời đại đó Rất ít khi nghe thấy chuyện bỏ rơi Không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi về già Còn hiện tại nơi đâu cũng gặp nếp sống xã hội tốc độ đi xuống ngày một nhanh quá đáng sợ ngày nay là xã hội gì cho nên có rất nhiều nhà tiên tri phương đông phương tây nói là thời đại này có tai nạn lớn chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu này cảm thấy không thể không tin dấu hiệu và điềm báo trước này tuyệt đối không phải là chuyện tốt chúng ta phải dùng cách nói của hầu hết các nhà khoa học họ nói sống sống tư tưởng bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian Đã hết lòng đắng miệng Chỉ dạy tất cả chúng sanh Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Dập tắt tham sân si Xuyên tu giới định huệ Nền giáo dục cổ đại Là lấy điều này làm trung tâm Hay nói cách khác là giúp cho sống tư tưởng của chúng ta Được bình hòa Mặc dù có tham sân si mạng Nhưng sống dao động lên xuống của nó không quá lớn Nó có một tiêu chuẩn Có một nguyên tắc Nghĩa là không thái quá dao động lên xuống của nó Gần mức thăng bằng Hiện nay họ xóa bỏ nền giáo dục này rồi Dựa theo vọng tướng của Phạm Phu Cái gọi là tự do dân chủ mở cửa Đây chính là lời Phật tiên đoán trong Kinh Lăng Nghiêm. Tà sư thuyết Pháp nhiều như các sông hằng. Tà sư là gì? Là nói dựa theo sự thấy biết của chính mình. Thấy biết của chính mình là vọng tưởng nói dựa theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình sẽ tạo nên thế giới đại loạn tạo thành sóng tư tưởng lên xuống với biên độ lớn vượt qua tiêu chuẩn quá nhiều hiện tượng của nó chính là lòng người lo lắng không yên. Người trước đây đời sống vật chất thiếu thốn như vậy, sống vất vả như vậy, nhưng họ sống rất hạnh phúc. Người hiện nay sống rất sung túc. Nhưng lòng người lo lắng, thân tâm bất an. thông thường gọi là hiện tượng vội vàng nóng nảy do nguyên nhân gì tạo nên do sống tư tưởng tạo nên chúng ta vô cùng may mắn gặp được phật pháp có thể tin có thể hiểu lại có thể y giáo tu hành cách nghĩ cách nhìn tư tưởng của chúng ta rất giống với tiêu chuẩn của phật đã nói cho nên ở trong xã hội động loạn trong thế giới rối ren này chúng ta còn có thể duy trì được ít phần bình tĩnh là vô cùng hiếm có càng chăm chỉ học tập tin những gì phật chỉ dạy là chính xác những gì chúng ta nghĩ là sai lầm trước tiên phải có sự giác ngộ này phải có sự khẳng định này đúng như lời phật nói trên kinh trước khi bạn chưa có chứng được A-la-hán Thì tuyệt đối không nên tin vào ý nghĩ của mình Nếu bạn tin vào ý nghĩ của mình Ý mình nghĩ làm như thế nào đó Thì chắc chắn sẽ làm sai Sau khi bạn chứng được A-la-hán Thì có thể tin vào ý của mình Tiêu chuẩn của A-la-hán là gì? vậy là quá rõ ràng rồi a la hán là phá chấp ngã rồi là vô ngã niệm niệm đều là gì tất cả chúng sanh không có ngã rồi đến lúc đó cách nghĩ của bạn mới đáng tin cho nên phật phân định ra tiêu chuẩn a la hán này chúng ta phải hiểu ý nghĩa chân thật ngài phân định ra là ở chỗ nào hay nói cách khác bạn vẫn còn ngã vẫn còn tự tư tự lợi thì cách nghĩ của bạn là không chính xác là không đáng tin bạn thật sự làm được vô ngã vô tư niệm niệm vì xã hội niệm niệm vì chúng sanh thì cách nghĩ của bạn là đáng tin khi chúng ta vẫn còn ngã vẫn còn tâm riêng tư vậy thì làm thế nào cần phải từ bỏ cách nghĩ của mình tuân theo lời giáo huấn của phật như vậy mới không đến nỗi sai lầm lớn Phật dạy chúng ta nên làm lợi ích cho chúng sanh thì đương nhiên sẽ tái lại với lợi ích của mình. Chúng ta phải khắc phục ở trong tâm. Người hiện nay gọi là hy sinh, phụng hiến, hy sinh lợi ích của mình, tác thành lợi ích của đại chúng. Đây là Phật chỉ dạy chúng sanh chưa có giác ngộ. Người đã giác ngộ rồi thì không cần chỉ dạy nữa suy nghĩ nói năng hành động của họ tự nhiên sẽ tương ưng là tương ưng với những gì phật bồ tát nói chúng ta ngày nay không những người học phật tại gia phải hiểu được đạo lý này mà người học phật xuất gia càng phải nên hiểu đạo lý này hơn bởi vì thân phận của người xuất gia là thầy người ta gặp bạn xưng bạn là pháp sư sư là mô phạm cho xã hội đại chúng là tấm gương cho xã hội đại chúng chúng ta lấy cái gì làm tấm gương lấy cái gì làm mô phạm đây chính là vô tư nếu như mình vẫn còn tâm riêng tư người ta xưng bạn là pháp sư bạn thử nghĩ xem bạn sẽ cảm nhận như thế nào không thể làm tấm gương cho đại chúng không thể làm mô phạm cho đại chúng người ta gọi bạn là thầy bạn sẽ thấy rất khó chịu danh không phù hợp với thực bạn có thể sanh tâm hổ thẹn cơ thể quay đầu có thể sửa lỗi vậy là việc tốt nếu như vẫn cứ ngu muội vô tri như cũ là dám nhận cái danh hiệu đó thì đâu có lý nào không tạo tội nghiệp tức là nhận cách xưng hô này là bản thân chúng ta đã có tội nghiệp tạo tội nghiệp rồi là giả mạo pháp sư không phải thầy mà đang giả mạo thầy Người ta gọi bạn một tiếng Thì mình đã tạo nghiệp một lần rồi Gọi bạn hai tiếng là tạo tội nghiệp hai lần Phật dạy chúng ta tích lũy công đức Chúng ta lại đang tích lũy tội nghiệp Vậy thì nguy hiểm biết bao Thảo nào người xưa có nói Trước cửa địa ngục Phần nhiều là tăng ai đọa địa ngục vậy hiện nay người đọa địa ngục rất nhiều thời xưa người đọa địa ngục ít người tạo tội ngũ nghịch thập ác ít và tăng sĩ chưa có làm trọn chức trách của mình vậy thì không thể tránh khỏi phải đọa lạc sự nghiệp lớn trong đời Của người xuất gia Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta Phải vị vị lai chúng sanh diễn lợi ích sự Câu nói này chính là sự nghiệp của người xuất gia chúng ta Diễn là biểu diễn Làm nên tấm gương cho người ta xem Thuyết là nói rõ Vừa phải làm vừa phải nói Chúng ta ngày nay phải xác định thân phận của mình Biết được mình phải làm những công việc gì Làm tốt công việc này rồi Thì đời này chúng ta sống có giá trị Có ý nghĩa Mời xem Kinh Văn Trang 134 Phật cáo địa tạng Bồ Tát Nhữ kim dục hưng từ bi Cứu bạc Nhất thiết tội khổ Lục đạo chúng sanh Diễn bất tư nghị sự Kim chánh thị thời Duy đương tóc thuyết Ngày địa tạng Bồ Tát bạch giới đức phật không những phật hứa khả mà còn hối thúc phải nói nhanh vì sao chị chị đã quá quan trọng với tất cả chúng sanh mấy câu nói phía trước này là khen ngợi Nhữ kim dục hưng từ bi Hưng là phát khởi Ông phát khởi tâm từ bi Vì muốn cứu bạc nhất thiết tội khổ lục đạo chúng sanh Đây là việc lợi ích lớn Tùy chúng sanh tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp dù là đời này hay là đời quá khứ đã tạo tội nghiệp cực nặng chỉ cần họ chưa có dứt hơi thở chúng ta biết thấy đều có thể được cứu lúc này đầu óc họ tỉnh táo một niệm quay đầu liền được cứu ngay thực sự là quay đầu là bờ chúng ta xem thấy ở trong kinh a thế dương vì quốc dương này ở thế gian có địa vị có quyền lực có uy thế tạo tác tội nặng ngũ nghịch thập ác chắc chắn đọa địa ngục a tỳ dẫu sao người này vẫn là có thiện căn lúc cuối đời giác ngộ biết hành vi tạo tác của cả đời mình là sai lầm quay đầu lại nương theo lời giáo huấn của tam bảo lúc sắp mạng chung niệm phật giảng sanh phật nói cho chúng ta biết phẩm vị giảng sanh của ông là thượng phẩm trung sanh ông là nhờ sám hối mà giảng sanh nhìn từ sự việc điển hình này dù tạo tội nghiệp cực nặng cũng không sợ đều có thể được cứu chỉ cần họ chịu quay đầu chỉ cần họ thật sự sám hối sửa chữa lỗi lầm thì vẫn có thành tựu rất thù thắng ngày nay chúng ta cũng phải học theo bồ tát địa tạng chúng ta xây đạo tràng ở nơi này đạo tràng xây dựng có loại tạm thời có loại dài lâu loại tạm thời là mượn một địa điểm giảng ở nơi đây một ngày hai ngày ba ngày địa điểm giảng kinh chính là đạo tràng đây là đạo tràng tạm thời Bất luận là tạm thời hay là dài lâu Tâm bạn phát ra ở nơi đó Là tâm từ bi chân thật Chân thành thanh tịnh từ bi Giảng kinh thuyết Pháp Khuyên bảo tất cả chúng sanh Quay đầu là bờ Đều là công đức không thể nghĩ bạc Người nghe rất nhiều Đương nhiên chúng ta không thể đoán trước người nào cũng có thể thành tựu người nào cũng có thể quay đầu đây là việc không thể làm nổi ở trong thính chúng chắc chắn có vài người có duyên xây dựng một đạo tràng bạn có thể độ được một người ở đạo tràng này thì đạo tràng này cũng có vô lượng công đức rồi Bất luận là tạm thời hay là lâu dài Ở đạo tràng này Nghe kinh nghe Pháp Được một người giác ngộ Được một người thật sự niệm Phật giảng sanh Thì đạo tràng này có vô lượng công đức Cho nên Phật ở trên kinh này Trên kinh địa tạng phần trước chúng ta cũng đã đọc qua Khuyên bạn xây đạo tràng đắp tượng phật tu cúng dường đều nói công đức không thể nghĩ bàn đạo lý là ở chỗ này chỉ cần có một người được độ thì công đức là không thể nghĩ bàn huống hồ là càng có nhiều người ở nơi này giác ngộ quay đầu đây là đích thực cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này tương lai chắc chắn đọa ác đạo khổ là ác đạo tội là tạo tác hiện tại tội là nhân khổ là quả nhân quả đều phải cứu thế nhưng nhất định phải cứu trong lúc họ còn sống chúng ta mới có biện pháp nếu như họ chết rồi đọa vào trong ác đạo thì chúng ta đành phải bó tay chắc chắn chúng ta không thể cứu được cho nên khi họ rơi vào ba đường ác thì chỉ có chư phật như lai pháp thân đại sĩ thể hiện cùng loài thân ở trong đường ác đó để giúp đỡ họ. Chỉ chúng ta không có khả năng này. Chúng ta ngày nay có thể làm được là lúc họ chưa có dứt hơi thở. Đây là việc lớn. Hai câu dưới đây là Phật thúc dục ngài. Kim chánh thị thời, duy đương tóc thuyết. Duy đương tóc thuyết là hãy nói nhanh đi Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này Nói thực ra là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Đang hối thúc chúng ta vậy Chúng ta phải nhanh chóng làm việc này Hiện nay đúng là lúc Cho nên hai câu nói này Dùng cho chúng ta hiện nay là vô cùng sát đáng Dưới đây Phật nói Ngô tức niết bàn Sử nhữ tạo tất thị nguyện Ngô diệt vô ưu hiện tại vị lai Nhất thiết chúng sanh Câu kinh văn này Chúng ta đọc xong cảm nhận rất sâu sắc Chúng ta học Phật Bắt đầu học từ đâu Bạn xem Thích Ca Ni Phật có tâm gì Ở trong tâm Phật Chỉ có tất cả chúng sanh hiện tại vị lai Chứ không có chính mình Đây chính là tâm Phật Tâm mỗi niệm của Phật Là phục vụ cho chúng sanh Là cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ Bộ kinh này Là do Thích Ca Mâu Ni Phật Nói trước khi diệt độ Có thể nói là lời di giáo cuối cùng Sau khi nói xong bộ kinh này Sau cùng là bộ kinh Niết Bàn Cho nên đây là một bộ kinh trước kinh Niết Bàn Được xem là di giáo cuối cùng Ngô tức Niết Bàn Niết Bàn là dịch âm theo tiếng Phạn Thông thường Dịch là diệt độ Trong tứ đế là khổ tập diệt đạo Diệt chính là niết bàn Ở Trung Quốc Dùng nhiều nhất là dịch thành viên tịch Viên là viên mãn Công đức viên mãn Tịch là tịch diệt Thanh tịnh tịch diệt Ở trong chú giải của Ngài Niết bàn Pháp Sư Huyền Trang Tam Tạng Dịch là viên tịch Là Đại sư Huyền Trang Chỗ này trích dẫn rất hay Đức tròn đầy gọi là viên Công đức viên mãn Không có mảy may khiếm khuyết gọi là viên Hoàn toàn không có chướng ngại gọi là tịch Cũng hay, ý nghĩa rất hay Chướng chính là tam chướng, nhị chướng Nhị chướng là phiền não chướng và sở tri chướng Tam chướng là hoặc nghiệp khổ Hết thảy đều dứt hết rồi Như vậy gọi là tịch Từ đó cho thấy Niết bàn viên tịch Không phải là danh từ đại biểu cho sự chết Hiện nay mọi người đều xem nó là danh từ đại biểu cho sự chết Khi người xuất gia chết Người ta thường nói Người nào đó viên tịch rồi Người nào đó nhập Niết Bàn rồi Vậy thì tương lai có người nào không nhập Niết Bàn đâu chứ Người nào cũng nhập Niết Bàn Bất luận có học Phật hay không học Phật Thấy đều nhập Niết Bàn quan niệm này là sai lầm rồi. Nơi thật ra niết bàn là chứng được ngay lúc đang còn sống, chứ không phải danh từ đại biểu cho sự chết. Chỗ này nói. Ngô tức Niết Bàn Ta dù có vào Niết Bàn Là Phật Ở trong khoảng thời gian này Duyên giáo hóa chúng sanh của Ngài Đã hết rồi Công đức viên mãn rồi Đây là thị hiện Rời khỏi thế gian này Ở trong tám tướng thành đạo Tướng nhập Niết Bàn là cuối cùng Là lấy cái ý này Duyên hết rồi Thì Phật sẽ không trụ thế nữa Vì trụ thế không còn ý nghĩa rồi Người có duyên với Ngài Cần được độ đều đã được độ rồi Người chưa có được độ Mà đã gieo hạt giống Phật Pháp với Ngài Thế nhưng hạt giống này hiện nay Chưa thể chín mùi Nên đương nhiên Ngài phải rời đi Sử nhữ tảo tất thị nguyện Ông phát tâm tiếp tục ra làm công việc này Tốt Cho nên Phật không còn trụ thế trước khi bồ tát di lặc vẫn chưa có thị hiện thành phật trong khoảng thời gian trống này là bồ tát địa tạng thay thế phật để giáo hóa trong tất cả bồ tát thì bồ tát địa tạng là đại diện cho phật vào lúc này thân phận địa vị của ngài rất đặc thù Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho Phật Đây lại là ý nghĩa gì? Giả dạ lại trên kinh này nói Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Cương lĩnh của nền giáo dục hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính sư trưởng là thay thế cho sự giáo hóa của phật đà ở trong khoảng thời gian này bởi vì nền giáo dục giáo hóa của tất cả chư phật như lai đều là dựa vào hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính sư trưởng làm nền tảng phật không còn ở đời nữa chúng ta cần phải làm cái công việc này là gìn giữ nền tảng dạy học dù không có năng lực nâng nền giáo dục này lên nhưng nền tảng này nhất định phải duy trì không được để mất đi công việc này quan trọng biết bao đây là tinh thần mà bộ kinh này muốn hiển bày tin sâu nhân quả Đoạn ác tu thiện Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Đây là những gì trong kinh địa tạng nói Nếu như dựa theo giáo nghĩa của tịnh tông Nền tảng tu học của tịnh tông là Tịnh nghiệp tam phước mà Thế Tôn nói trong Quán Kinh Trước khi chưa có tu pháp môn niệm phật thì trước tiên phải đặt cái nền tảng này tịnh tông là được xây dựng trên cái nền tảng này điều đầu tiên của nền tảng này là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại tu thập thiện nghiệp các vị thử nghĩ xem bốn câu nói này có phải là kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện hay không là không sai. Điều thứ hai, thọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi. Điều thứ ba là phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả độc tụng đại thừa quyến tấn hành giả. Bài câu trong hai điều sau cùng này Là hoàn toàn tương ưng với năm phẩm sau cùng của Kinh Địa Tạng Từ phẩm này mãi cho đến kết thúc Kinh Tổng cộng là 13 phẩm Kinh Hay nói cách khác Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này Tức là nói rõ tí mỹ về tịnh nghiệp tam phước không chỉ là nền tảng tu của tịnh tâm ở trong phật pháp bất luận là đại thừa hay tiểu thừa bất luận là tông môn hay giáo hạ hiển giáo hay mật giáo đều xây dựng ở trên nền tảng này phật không còn ở đời không có người nào hoằng dương giáo pháp chúng ta có thể giữ gìn được nền tảng này là được rồi Duy trì nền tảng này là có thể cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ trong lục đạo Cho nên thời kỳ mạt Pháp kiên định giữ vững nền tảng này Khuyên người ta thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Là sẽ thành công Đây thật sự là việc không thể nghĩ bàn Chúng ta muốn hoàng dương những kinh luận khác Mà mình chưa có khai ngộ Chưa có kiến tánh Sợ giảng sai Rất khó đạt được sự thọ dụng chân thật Chỉ có giữ vững cơ sở này Thật thà niệm Phật Thì chắc chắn không sai Cho dù chư Phật như Lai Thể hiện vào lúc này thì việc giáo hóa chúng sanh cũng nhất định là như vậy cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này mới biết được trong tâm của chư phật như lai nghĩ gì việc mà các ngài làm là gì chúng ta cần phải học tập ở chỗ này chú giải của pháp sư Thanh Liên trong đây có một đoạn chúng ta hãy đọc qua một lượt trang 135 đến ngược đến hạng thứ tư chúng ta bắt đầu xem từ đầu thử pháp chi diệu pháp này chính là những gì bồ tát địa tạng nói ở trong phẩm kinh này pháp gì vậy là pháp môn xưng danh hiệu phật pháp môn này là niệm phật pháp môn niệm phật ta dù có nhập niết bàn hoặc dù ông đã sớm hoàn tất nguyện cứu độ chúng sanh rồi ta không lo cho hết thầy chúng sanh trong đời hiện tại hay vị lai vì sao đã có pháp môn xưng danh này thì ai ai cũng chẳng bị đọa vào cảnh khổ đều cùng tu hành để sanh vào đường trời người cho đến rốt cuộc thành phật không còn nghi ngờ chi nữa ở đây nói rất hay thể hội được tâm phật và rõ được ý phật khéo nói theo chí hướng và tiếp nối sự nghiệp ấy thì không có người nào hơn đức từ tôn địa tạng vậy bồ tát địa tạng thật sự hiểu được ý của phật tiếp nối nguyện vọng của phật chúng ta thường nói tiếp nối huệ mạng phật bồ tát địa tạng hiểu được ý này phật không còn tại thế thì bồ tát địa tạng ra làm tiếp dùng pháp môn chỉ vậy pháp môn xưng danh cho nên thế tôn khen ngợi ngài thúc giục ngài hãy nói nhanh dưới đây là lời bồ tát địa tạng nói Ý nghĩa của lời nói rất sâu Bồ Tát Địa Tạng ở chỗ này Đã nói ra danh hiệu của mười vị Phật Thứ tự của mười vị Phật này Là từ gần đến xa Vì mặt thời gian mà nói vị phật gần với thời hiện đại chúng ta nói trước càng nói càng xa mời xem kinh văn địa tạng bồ tát bạch phật ngôn thế tôn quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp tuy là gần cũng không phải gần đây là vị gần nhất cũng không phải gần Hữu Phật xuất thế Hiệu vô biên thân như lai Đây là nói ra danh hiệu của Phật Nhược hữu nam tử nữ nhân Văn thị Phật danh Tạm sanh cung kính Tức đắc siêu việt Tứ thập kiếp sanh tử trọng tội Hà hướng tố họa hình tượng cúng dường tán thán kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên chúng ta đọc đoạn kinh văn này nghe cách nói như vậy có thể tin được không lại có chúng sanh y giáo phụng hành có phải họ chân thật được phước như vậy hay không rất khiến cho người ta nghi ngờ chúng ta làm theo phương pháp mà bồ tát địa tạng dạy cho chúng ta đây sợ không được quả báo như vậy tự mình vẫn phải gánh lấy tội nặng sanh tử đáng đọa địa ngục thì vẫn phải đọa vào địa ngục vậy thì phải giải thích lời này như thế nào có phải là bồ tát địa tạng nói sai không bồ tát địa tạng không có nói sai mà do chúng ta xem kinh văn sai Chúng ta nghe sai rồi Bồ Tát Địa Tạng ở chỗ này nói Văn thị Phật danh Tạm sanh cung kính Ý nghĩa của hai câu nói này Chúng ta chưa có hiểu rõ ràng văn trong tam tuệ của bồ tát nói một chữ thì nhất định bao gồm cả hai chữ còn lại văn tư tu làm sao biết được nếu như không có tư tu thì làm sao có thể tạm thời sanh cung kính được cung kính chính là tư tu tư tức là trong tâm của bạn thật sự có phật một niệm tương ưng một niệm phật họ tương ưng rồi cung kính không phải là đắp tượng phật ở đó rồi lễ bái cúng dường ngài kiểu cung kính đó là hình thức đó là giả không có dùng được phải một niệm tương ưng Niệm tương ưng rồi Thì hạnh đương nhiên sẽ tương ưng Tâm hạnh tương ưng rồi Thì lời nói đương nhiên sẽ tương ưng Ba nghiệp thân khẩu ý đều tương ưng Thời gian ngắn đi nữa Chỉ cần tương ưng Thì công đức là không thể nghĩ bạc Đây chính là một niệm giác Cho nên mới được lợi ích thù thắng như vậy Tức đắc siêu diệt Tứ thập kiếp Sanh tử trọng tội Phật hiệu là Vô biên thân như lai Ở trong chú dạy của Pháp Sư Thanh Liên Chú dạy rất rõ ràng Bạn cần phải hiểu rõ Phải sáng tỏ về Phật hiểu Nếu bạn không hiểu rõ Không sáng tỏ Thì làm sao tương ương được Thế nào gọi là vô biên thân Ở trong tiểu chú nói ba thân đều có ý như vậy ba thân là pháp thân báo thân ứng hóa thân pháp thân chính là tự tánh pháp thân không có hình tướng pháp thân là lý không phải là sự tướng Lý trùm khắp mọi nơi Đây là vô biên thân Chúng ta đọc thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Tì Lô Giá Na Phật Tì Lô Giá Na là tiếng Phạn Nghĩa là trùm khắp mọi nơi Đây là bản thể, lý thể Ở trong Hoa Nghiêm Cũng gọi là nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới chính là Pháp thân Trong tịnh độ Gọi nó là thường tịch quan tịnh độ Thường tịch quan không có hình tướng trong bốn cõi của thế giới Tây Phương cực lạc Thì thường tịch quan là không có hình tướng Thực báo độ chính là báo thân Phương tiện độ Đồng cư độ là ứng hóa thân Ứng hóa thân Tùy loại hóa thân Chúng sanh có cảm lập tức liền hiện tướng Cũng là vô lượng vô biên Bạn hiểu rõ ý nghĩa này Chúng ta muốn hỏi Thích ca Ni Phật có nhập bát Niết Bàn hay không? Không có Không những trên lý không có Mà trên sự cũng không có đây là thật Tại vì sao nói trên sự cũng không có Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt Chuyển đổi xuất hiện qua một thân phận khác Không dùng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Không dùng thân tướng này Tại vì sao không dùng thân tướng này Phước của chúng sanh mỏng Cho nên Phật liền hiện thân tướng khác. Thế Ca Mâu Ni Phật có thể hiện vô lượng vô biên thân tướng ở trong thế gian này. Thì hiện thành già trẻ nam nữ làm các ngành các nghề. Mỗi một vị Phật đều có thể hiện vô biên thân tướng. Đặc biệt là lúc chúng sanh gặp tai nạn lớn Lúc thọ khổ cùng cực Tạo tội nghiệp lớn Thì tâm từ bi của Phật Bồ Tát càng nhiều Chúng ta phải nhận thức Phải hiểu rõ Làm thế nào bạn mới nhận thức Làm sao mới có thể tiếp xúc được Bạn hãy thử xem Xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ trong quá khứ Và chư Phật dĩ lai của mình thì bạn sẽ tiếp xúc được Bạn sẽ cảm nhận được Chư Phật Bồ Tát vẫn đang ở thế giới này của chúng ta Chưa có rời khỏi chúng sanh tội khổ vào lúc này chúng ta một niệm tương ưng Liền được cứu ngay Liền được độ Sau đó bạn mới hiểu được Quả báo trên kinh nói là thật Chứ không phải là giả tầm cung kính chân thật của bạn mới có thể sanh khởi được cung kính không phải hình thức cung kính là hiểu rõ sáng tỏ giác ngộ y giáo phụng hành tuyệt đối không phải ở hình thức trên hình thức là biểu diễn cho những người ít thiện căn đó xem chúng ta đắp tạo hình tượng phật bồ tát mỗi ngày cung kính lễ bái cúng dường là diễn kịch để cho những người chưa có học phật chưa có tiếp xúc phật giáo đó xem họ xem xong thấy rất kỳ lạ sẽ hỏi vì sao anh lại làm những động tác những biểu hiện này trước tượng này họ có nghi hoặc họ đến hỏi bạn bạn hãy nói giải thích cho họ biết công đức là ở chỗ này cái này hiện nay gọi là cơ hội giáo dục hiện nay thực hiện cơ hội giáo dục phải nói là có hiệu quả thù thắng hơn thời xưa thời xưa người đến đạo tràng nhất định là đến để cầu pháp đúng như câu nói không có chuyện thì không vào điện tam bảo nhất là đạo tràng nhà phật đều xây dựng ở trên núi sâu nơi ít có dấu chân người đến khi bạn đi giao thông không thuận tiện vô cùng khó khăn họ không có việc gì thì đến đó làm gì đi đến đạo tràng nhất định để cầu pháp cho nên cơ hội giáo dục ít hơn hiện nay hiện nay giao thông thuận tiện tham quan du lịch những vị khách tham quan này muốn đến những nơi này để xem để thưởng lãm những người xuất gia trong đạo tràng của chúng ta mỗi ngày làm công tác cơ hội giáo dục có người ở trong chánh điện thắp hương lễ bái làm nên những hình ảnh như vậy cho những vị khách tham quan này xem họ chưa từng thấy chưa từng tiếp xúc bao giờ có người ở bên cạnh giải thích cho họ biết khi họ đi tham quan du lịch vô tình tiếp xúc được phật pháp vô tình đã gieo hạt giống phật pháp vào trong tâm họ rồi họ sẽ học phật thôi bạn nói xem công đức này bao lớn cho nên những đạo tràng này là cơ hội giáo dục tiếp dẫn chúng sanh rộng lớn đích thực là đang làm công việc cứu độ tất cả chúng sanh tội khổ đã đang làm sự nghiệp này cần phải có tấm lòng này của phật có tình cảm này của phật niệm niệm là luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh tội khổ tuyệt đối không phải vì chính mình khách tham quan đem lại thu nhập cho chúng ta nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ nhắm vào chỗ này là sai rồi hoàn toàn sai rồi mục đích của chúng ta phải nhắm vào việc cứu độ tất cả chúng sanh tội khổ làm cho họ nhận thức được phật pháp hiểu được phật pháp làm thay đổi nhân sinh quan và vũ trụ quan của họ vậy thì là cứu độ họ rồi cái phần cúng dường đó của họ cho đạo tràng mới là công đức chân thật Đây là nói Tạm thời sanh tâm cung kính Tức là tạm thời có một niệm tương ưng Niệm này thật sự tương ưng rồi Thì có thể liền được siêu diệt Tội nặng sanh tử trong 40 kiếp Hà hướng tố họa hình tượng Cúng dường tán tháng Đây là đã nhập môn đã nhập cảnh giới họ mới chịu làm như vậy tạo tượng phật hiện nay tạo tượng phật dễ dàng thuận tiện hơn trước đây quá nhiều trước đây tượng phật người hiện nay đó là đồ thủ công mỹ nghệ hiện nay tạo tượng phật có thể đúc một cái khuôn là có thể làm mấy nghìn bức mấy vạn bức một cách nhanh chóng lợi dụng máy móc để làm trước đây mỗi một bức tượng phật đều phải do nhân công chạm khắc mới có cái gì ở trung quốc đại lục bạn xem những hang động ở vân cương ở đôn hoàng đều là mấy mươi năm mấy trăm năm mới hoàn thành Nếu hiện nay làm thì quá thuận tiện rồi Hay nói cách khác Người hiện nay tu phước Thuận lợi hơn trước đây Thế nhưng khó ở chỗ nào vậy Là bốn chữ phía sau này Cúng dường tán tháng Cúng dường là gì Y giáo tu hành trong phẩm hạnh nguyện phổ hiền dạy chúng ta Ở trong rộng tu cúng dường Đặc biệt dạy chúng ta Cúng dường Pháp là quý nhất Bồ Tát đã nói bảy loại cúng dường Pháp Loại thứ nhất là cúng dường tu hành đúng như đã dạy Và vậy chúng ta làm như thế nào Thì chúng ta nhất định phải làm như thế đó Như vậy mới là cúng dường Nói một cách cạn cờ Phật dạy chúng ta không sát sanh Không trộm cắp, không tài dâm Chúng ta đều có thể làm theo được Vậy đây gọi là cúng dường Tán tháng tức là vì người diễn thuyết Đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác Tiến cử cho người khác Gọi là tán tháng Cho nên tán tháng là hoàng pháp lợi sanh Cúng dường là tự mình y giáo phụng hành Người ta có thể làm được như vậy Thì phước báo của họ đương nhiên sẽ rất lớn Kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên Cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi Đọc đến kinh văn này Thì chúng ta sẽ tin Sẽ không còn nghi ngờ Hầu hết mọi người đọc kinh Thường lơ là sơ ý Chỉ làm theo hình thức Chứ không có nội dung thực tế Tâm cảnh đều không tương ưng Thì làm sao họ có phước được chứ Không có phước Họ liền khinh chê phỉ bán kinh Nói lời Phật dạy trên kinh là giả Tôi làm theo như vậy mà không được cảm ứng phỉ bán phật phỉ bán pháp thì tội lỗi này cực nặng không những không được lợi ích trái lại còn bị đọa lạc nói thật ra phật nói trên kinh rất rõ ràng nhưng bạn lại hiểu sai đi ý nghĩa dùng ý của bản thân bạn để hiểu kinh phật giải thích sai kinh phật hiểu sai lời phật nói Lỗi lầm là do chính mình Chứ không phải ở Kinh Phật Cho nên Trên Kinh Kim Cang dạy chúng ta Hiểu sâu nghĩa thú Bốn chữ này quan trọng biết bao Phải hiểu chính xác Phải hiểu sâu Bạn mới có thể được thọ dụng chân thật Xem tiếp vị thứ hai Hữu ư quá khứ Hằng hà sa kiếp Hữu Phật xuất thế Hiệu bảo tánh như lai Nhược hữu nam tử Nữ nhân văn thị Phật danh Nhất đàn chỉ khoảnh Phát tâm quy y Thì nhân ư vô thượng đạo Vĩnh bất thoái chuyển Phía trước là vô biên thân như lai cách chúng ta là vô lượng a tăng kỳ kiếp bảo tánh như lai cách chúng ta là hằng hà sa kiếp là rất xa cho nên vừa mở đầu chú giải ngài nói hằng hà sa kiếp giảo tiền cánh đa hỉ thời gian so với phía trước là nhiều hơn dài hơn Bảo tánh như lai Ở đây cũng có cách giải thích đơn giản Kinh Liên Hoa Diện nói Chư Phật như lai thì chúng sanh bảo à, Dưới đây có bảy loại bảo Trên kinh Phật thường nói bảy loại máu tánh là thí dụ cho pháp thân trong tiểu chú cũng có các vị xem sẽ biết là dụ cho pháp thân thường lạc ngã tịnh đây là bốn đức thường lạc ngã tịnh gọi là tứ tịnh đức là vốn sẵn đầy đủ ở trong tự tánh khi mê bất tự tánh thì bốn đức này đều mất hết rồi Đây là mê mất rồi Nếu như bạn giác ngộ Bạn kiến tánh rồi Kiến tánh tức là tư tưởng kiến giải Hành vi của chúng ta Tương ưng với tự tánh Thì bốn đức này sẽ hiện tiện Quả thật có thường Thường là bất sanh bất diệt Trong Phật Pháp thường nói là vô lượng thọ Ý nghĩa của vô lượng chính là thường Vô lượng đó là thực sự vô lượng Chứ không phải là giả Không phải là vô lượng so với hữu lượng Nó là thực sự vô lượng Tịnh là thanh tịnh vô nhiễm Cả hai bên nhiễm tịnh đều không lập ngã là tự tại là chủ tể chủ tể cái gì chủ tể của vũ trụ chủ tể của pháp giới chủ tể đích thực lạc là chân lạc hai bên khổ lạc đều không còn mới là chân lạc nghĩa là tuyệt đối nó không phải là tương đối bảo tánh như lai là ai vậy là chính mình là pháp thân thanh tịnh của chính mình vô biên thân như lai ở phía trước là ba thân của mình tương ứng với phật tức là tương ứng với ba thân của tự tánh niệm danh hiệu của vị phật bảo tánh như lai này một niệm tương ưng Là tương ưng với tánh đức Của tự tánh Dưới đây nói Nhược hữu nam tử nữ nhân Văn thị Phật danh Nhất đã chỉ khoảnh Đây là nói thời gian rất ngắn ngủi Chứng tỏ công đức không thể nghĩ bàn phát tâm quy y ý nghĩa có hai chữ quy y chúng ta phải hiểu quy là quay đầu thực sự quay đầu y là nương tựa nương tựa điều gì nương tựa vào mẫu tánh như lai Tức là nương tựa vào tánh đức của tự tánh Một niệm này tương ưng Phía sau là nói họ, họ đạt được lợi ích Thì nhân ư vô thượng đạo Vĩnh bất thối chuyển Vô thượng đạo là con đường thành Phật phàm phu chúng ta học Phật Tại vì sao phải trải qua Vô lượng kiếp Trên kinh nói vô ương số kiếp Nguyên nhân chính là do thói chuyển Nói thật ra Tiến lên thì ít mà thoái lui thì nhiều Nếu các vị tỉ mỉ mà suy nghĩ Thì các vị sẽ có thể hiểu được Chúng ta tôi lăn trong lục đạo Cơ hội được thân người rất ít Cơ duyên nghe được Phật Pháp càng ít hơn Bạn không được thân người không nghe được Phật Pháp liền thoái chuyển ngay Không phải chỉ là một ngày nắng, mười ngày lạnh mà thôi đâu Thí dụ chúng ta đời này được thân người nghe Phật Pháp Nếu như không thể thành tựu Thì nhất định sẽ trôi lăn theo nghiệp Trôi lăn theo nghiệp thì chắc chắn đọa ba đường ác vì sao vậy? Chúng ta tự mình hãy thật bình tĩnh, thành thật suy nghĩ xem. Không cần nghĩ đời quá khứ, chỉ nghĩ trong đời này thôi. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Nếu như tương ưng với tham sân si mạng, chính là ba đường ác rồi. Tương ưng với ngũ giới thập thiện thì sanh về cõi nhân thiên. Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu tâm niệm tương ưng với ngũ giới thập thiện đây? Có bao nhiêu tâm niệm Tương ưng với tham sân si Mười nghiệp ác Vậy chẳng phải rõ ràng rồi sao Một khi rơi vào đường ác Trên kinh này nói Thời gian trong địa ngục Đều là vô số kiếp Bạn xem ở cõi nhân gian Mấy mươi năm ngắn ngủi Nghe được Phật Pháp Thoát một cái là vô số kiếp Không nghe được Phật Pháp rồi bạn mới biết mức độ thoái chuyển quá lớn rồi khổ báo trong vô số kiếp sau khi báo hết rồi được lại thân người được thân người lại chưa chắc có thể nghe được phật pháp cho nên trên kinh phật nói thân người khó được phật pháp khó nghe là thật chứ không phải là giả thật sự rất khó Bởi vì nguyên nhân này Cho nên học Phật Muốn thành tựu mới trải qua vô ương số kiếp Vô ương số kiếp Bạn đạt được hiệu quả gì? Thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi thập pháp giới Chứng được quả vị sơ trụ Bồ Tát phải trải qua vô ương số kiếp Từ sơ trụ Bồ Tát Muốn thành Phật quả Cứu cánh viên mãn nữa Đây là thông thường nói là Ba đại A tăng kỳ kiếp Con số này là có thể xác định được Còn con số phía trước Là không cách gì xác định được Đến viên sơ trụ là giống như bạn nhập học Bạn học lớp 1 Có thể dự tính bao nhiêu năm Bạn có thể tốt nghiệp Nhập học rồi Con số này có thể tin cậy được Bình thường nói thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Cái gì phải biết là không phải nói đối với chúng ta Là nói đối với Sơ trụ Bồ Tát Đến Phật quả cứu cánh Trong nhất chân Pháp giới Ở trong đây trải qua 41 cấp bậc Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Đẳng giác 41 cái cấp bậc này Đây là Ba đại A Tăng kỳ kiếp Khó Quá khó Quá khó rồi nhưng khi bạn có một niệm quy y quy y là thật sự quy y chứ không phải là hình thức quy y này là nương bảo tánh như lai là quy y tự tánh bảo tánh như lai là tự tánh tam bảo thật sự quy y tự tánh tam bảo thì công đức này là lớn rồi vì sao vậy bạn niệm niệm xứng tánh niệm niệm xứng tánh thì đương nhiên không thoái chuyển rồi người nào mới có thể làm được là sơ trụ bồ tát chúng ta xem thấy ở trong kinh điển đại thừa khởi tín luận là cảnh giới của bồ tát sơ trụ kinh kim cang cũng là cảnh giới của bồ tát sơ trụ họ thật sự là quý y tự tánh tam bảo quý y tự tánh tam bảo dựa theo tiêu chuẩn của kinh kim cang mà nhìn là lìa bốn tướng không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Đó là chân thật quy y. Nếu còn bốn tướng thì chưa có quy y rồi. Bạn chưa có quay đầu, cũng chưa có nương tựa. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dẫn đến đây a di đà phật